Nhiều gia đình thường xuyên mua và tích trữ trứng vì đây là thực phẩm vừa ngon vừa bổ dưỡng lại dễ chế biến. Tuy nhiên khi để lâu, trứng có thể bị ung hoặc thối. Nếu gia đình bạn hay sử dụng trứng hoặc đã lỡ mua quá nhiều, hãy tham khảo những cách bảo quản trứng không cần tủ lạnh dưới đây để giữ cho trứng luôn tươi lâu và vẫn giữ được giá trị dinh dưỡng nhé! Trứng sử dụng được trong thời gian bao lâu? Trước khi tìm hiểu về các phương pháp bảo quản trứng để giữ cho chúng tươi lâu, bạn hãy xem xét thời gian sử dụng tối đa của loại thực phẩm này từ ngày sản xuất. Thực tế, thời gian bảo quản của trứng phụ thuộc vào điều kiện lưu trữ. Cụ thể, trứng để trong nhiệt độ phòng bình thường có thể giữ được trong khoảng 7 đến 10 ngày. Trứng được bảo quản trong tủ lạnh hoặc điều kiện lạnh đúng cách có thể sử dụng được khoảng 5 đến 6 tuần. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên sử dụng trứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày sản xuất khi trứng được bảo quản lạnh. Nếu bạn mua trứng từ chợ và không rõ ngày sản xuất, nên sử dụng trứng tối đa trong 3 tuần kể từ ngày mua. 2. Các cách bảo quản trứng không cần tủ lạnh. Dùng vỏ trấu. Theo cách truyền thống và đơn giản, nhiều người thường rải một lớp trấu khô sạch vào thùng rồi xếp trứng lên trên. Cứ xen kẽ một lớp trấu với một lớp trứng cho đến khi thùng đầy, sau đó bịt kín và đặt ở nơi mát mẻ. Nếu không có trấu, bạn có thể thay thế bằng mùn cưa gỗ hoặc cho bếp. Sau khoảng nửa tháng, hãy mở thùng ra kiểm tra và lật trứng. Với cách này, trứng có thể bảo quản lên đến 2 tháng. Dùng muối hạt. Với chỉ muối vào thùng xốp, bạn có thể kéo dài thời gian bảo quản trứng lên đến cả năm. Đầu tiên, hãy rải một lớp muối đều ở đáy thùng, sau đó xếp trứng lên và tiếp tục dốc muối phủ kín mặt trứng. Đặt thùng ở nơi thoáng mát và bạn có thể yên tâm sử dụng trứng trong thời gian dài. Bảo quản trứng với các loại đậu. Thay vì dùng trấu hay muối, bạn có thể dùng các loại đậu hạt như đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành để bảo quản trứng. Xếp trứng và đậu xen kẽ trong thùng xốp sao cho chúng được bao phủ hoàn toàn bởi đậu. Đặt thùng xốp ở nơi mát mẻ, bạn có thể giữ trứng tươi trong suốt một tháng mà không cần dùng tủ lạnh. Dùng nước vôi trong. Pha vôi bột với nước để tạo dung dịch có nồng độ 2-3% rồi khuấy đều. Sau 1 giờ, phần nước vôi trong sẽ nổi trên mặt, còn bột sẽ lắng xuống phía dưới. Hất bỏ lớp màng trắng đục trên bề mặt và lọc lấy nước vôi trong. Đặt trứng còn nguyên vỏ vào bình, nhựa, thủy tinh hoặc gốm sứ, sau đó đổ nước vôi trong vào sao cho cao hơn trứng khoảng 20cm. Tránh sử dụng bình kim loại vì nước vôi có thể gây rỉ sét. Hãy để bình ở nơi thoáng mát, tránh nắng trực tiếp. Với phương pháp này, trứng có thể được bảo quản lên đến 6 tháng. Ngoài ra, bạn cũng có thể ngâm trứng trong dung dịch nước vôi 5% sau đó vớt ra, để hong khô và cho vào bình để bảo quản được 3-4 tháng. Dùng bã chè khô. Sau khi uống trà, bạn có thể giữ lại phần bã chè, phơi khô và sử dụng để bảo quản trứng. Rải một lớp bã chè xuống đáy thùng, sau đó xếp trứng lên và tiếp tục rải bã chè phủ kín mặt trứng. Đặt thùng ở nơi khô ráo và thoáng mát. Cách bảo quản này sẽ giúp trứng giữ được độ tươi ngon trong 2-3 tháng. Vùi trứng trong cát hoặc cám gạo. Rải một lớp cám gạo dày xuống đáy thùng, xếp trứng lên trên và tiếp tục phủ thêm một lớp cám dày nữa. Lặp lại quy trình cho đến khi thùng đầy, sau đó đậy nắp kín. Phương pháp này có thể bảo quản trứng từ 4-6 tháng. Bôi dầu thực vật. Quét một lớp dầu thực vật mỏng lên trứng, sau đó xếp trứng vào khay và bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát với nhiệt độ từ 25-32 độ C. Cách này sẽ giúp trứng giữ được độ tươi ngon trong khoảng 1 tháng. Ngâm dung dịch natri silicat. Hòa tan một ít bột natri silicat trong nước lọc, sau đó xếp trứng vào bình và đổ dung dịch lên sao cho nước cao hơn trứng khoảng 5-6cm. Đậy kín bình và để nơi thoáng mát, thông gió. Phương pháp này giúp bảo quản trứng trong khoảng 2-3 tháng. Natri silicat là một phụ gia an toàn được phép sử dụng trong thực phẩm. Bảo quản bằng nước sôi. Nhúng trứng vào nước sôi cũng là một phương pháp bảo quản trứng gà không cần tủ lạnh mà ít người biết đến.
Hãy nhanh chóng nhúng trứng vào nước sôi trong khoảng 30 giây, cẩn thận không để quá lâu vì sẽ làm chín trứng. Sau đó xếp trứng vào tro hoặc than mịn và nén chặt. Phương pháp này sẽ giúp bảo quản trứng trong khoảng 2 tuần. Bảo quản trứng gà bằng giấy nhôm. Khi mua trứng về, bạn hãy lau sạch từng quả bằng khăn giấy ẩm mềm, sau đó bọc trứng bằng giấy nhôm, loại giấy dùng để nướng. Đặt trứng vào thùng cắt tông và để ở nơi khô ráo, mát mẻ. Với phương pháp này, trứng có thể được bảo quản và sử dụng trong một tháng mà không để trong tủ lạnh. 3. Ba điều cần tránh khi bảo quản trứng. Không rửa trứng. Dù bạn bảo quản trứng trong tủ lạnh hay không, hãy tránh rửa trứng. Thay vào đó, hãy dùng khăn mềm và ẩm để lau sạch từng quả. Tránh để trứng nằm ngang. Để trứng nằm ngang có thể làm lòng đỏ dính vào vỏ và nhanh hỏng. Hãy xếp trứng thẳng với đầu to hướng lên trên. Khi đó, lòng đỏ sẽ nổi lên và không dính vào vỏ nhờ lớp khí bên trong. Không để trứng ở cánh cửa tủ lạnh. Đây là nơi có nhiệt độ không ổn định, thường xuyên bị mở ra và có thể là nơi nóng nhất. Hãy để trứng vào hộp cắt tông hoặc hộp nhựa có nắp và đặt ở ngăn mát. Thời gian bảo quản trứng trong tủ lạnh chỉ khoảng 3-5 tuần. Trứng lấy ra từ tủ lạnh nên được sử dụng trong vòng 2 giờ. Hy vọng những thông tin mà blog ẩm thực chia sẻ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách bảo quản trứng mà không cần tủ lạnh và những lưu ý khi bảo quản trứng. Chúc các bạn thành công!